mời quý vị các bạn theo dõi nội dung thi đấu đá cầu đội ba nam giữa câu lạc bộ Thiền Quang, Hồ Thiền Quang gặp câu lạc bộ Cầu Giấy. Ở phía gần màn ảnh các bạn là câu lạc bộ Thiền Quang trong trang phục áo màu da cam, quần đen. Phía xa màn ảnh các bạn là câu lạc bộ Cầu Giấy trong trang phục áo quần màu xanh đen. Trận thứ 4, trận thi đấu tiếp theo. Nội dung đôi nam trẻ Khánh Đạt Đức Giang gặp Quang Lân bán đảo Anh Đào. Trận 4, đôi nam trẻ Khánh Đạt Đức Giang gặp Quang Lân bán đảo Anh Đào.
sân số 2, đôi nam trẻ Thành Thành, trong viên tuổi trẻ Lộc Hùng, Lương Chí Linh. Thank you.
Sân số 3, trận thi đấu tiếp theo, nội dung đôi nam trẻ. Quân Thắng Chí Linh gặp Thái Tùng Gạch Đá. Chúng ta gặp lại, sân 3, đôi nam trẻ. Quân Thắng Chí Linh gặp Thái Tùng Gạch Đá. Bán kết một đôi lão lớn Dũng Tuấn đội lớn gặp đôi Anh Lễ Kumili. Chúng tôi đã lại sân số 5 bán kết một đôi lão lớn Dũng Tuấn đội lớn gặp Anh Lễ Kumili.
sân số 1, bán kết 2, đôi nam tướng Đăng Thương Chí Linh, Lập Anh Hiển, đôi 60. Sân số 2, 8 kết 1, đội dung đôi nam nữ, Anh Hiền, Chí Linh, lập đôi, Hùng, Thâm, đội đánh. Các bạn, sân 2, 8 kết 1, đôi nam nữ, Anh Hiền, Chí Linh, lập Hùng, Thâm, đội đánh. I'm gonna go get some more.